Nếu quý vị nào đã từng đến Tây Nguyên thì đều cảm nhận được bề dày văn hóa mà đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã sở hữu. Đó chính là tạo nên một cái phần quan trọng, tạo nên bức tranh đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc anh em trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Vâng, và trong một nỗ lực từng bước nhằm tạo dựng sự tự tin để người dân có thể nói lên những mong muốn, những đề xuất và kiến nghị của mình, bắt đầu từ sự tự hào với bản sắc văn hóa vùng miền, một dự án khơi nguồn bản sắc đã được thực hiện ở tỉnh Đắk Nông. Và chúng ta hãy cùng xem khi được khích lệ thì đồng bào Tây Nguyên sẽ nhiệt tình hưởng ứng như thế nào. Hơn 10 năm di cư từ một huyện ở miền Tây tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk rồi Đắk Nông, cuộc sống của người phụ nữ này đã quen với việc trồng, chăm sóc và hái cà phê hàng ngày. Dựa vào cây cà phê để sống, nuôi con nuôi cái, và mình đi làm, khi nào rảnh việc nhà thì mình đi làm cho người ta để kiếm tiền hàng ngày, để xài hàng ngày thôi. Bận rộn cả ngày nên họ cũng phải quen dần với những công cụ của cuộc sống hiện đại. Những người như chị Niên đã được mời tham gia dự án khởi nguồn bản sắc. Trong đó, người dân được khuyến khích trưng bày, giới thiệu những nét đặc sắc truyền thống dân tộc mình cho cộng đồng khác, mà nhiều khi vì lo mưu sinh hàng ngày, họ lãng quên. Như hôm nay, chị Niên giới thiệu một dụng cụ của người Thái trắng, như một cái mâm của người Kinh trong bữa cơm hàng ngày, được gia đình gửi từ Thanh Hóa vào. Người nào làm ra là mua về để dọn cơm ăn ấy. Chặt cây nứa, cây lỗ về chẻ thành cái lạt rồi người ta làm. Cái này là có khách cứ về là cứ dọn cơm ra rồi ăn cơm bằng cái này. Đã lâu lắm rồi, người Mường ở Tây Nguyên mới được chỗ tài nấu xôi nướng cá suối. Hay phụ nữ Dao ở Lạng Sơn đang sống ở Đắk Nông mới lại được diện trang phục của riêng mình. Người Kinh mà về lấy dân tộc Dao mình về đến nhà mình mới thấy mặt cho nên mới được vào nhà người ta tổ tiên cho mình mới nhận là vào dân tộc mình là có đứa cháu dâu hay là như thế nào thế này thế kia nên mới có ý nghĩa quý giá. Những người thực hiện dự án hy vọng qua sự giao lưu biểu diễn sẽ giúp người dân bảo tồn được nét văn hóa của riêng mình, và hy vọng khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới, vấn đề bảo tồn như thế này cũng sẽ được lưu tâm. Trong cái chỉ đạo về chính sách sắp tới của chính phủ mà đang ra các chương trình thời gian tới, chương trình mục tiêu quốc gia này, các chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ dân tộc thiểu số này, chương trình 135 vẫn tiếp tục này, thì mọi người sẽ hỗ trợ nguồn lực để phát huy cách tiếp cận này, cách tiếp cận mà nâng cao cái tính chủ thể, tự tin, tự chủ từ văn hóa của họ để giúp cho họ có thể tự tin, tự chủ phát triển về kinh tế. Qua hoạt động này, người ta mong muốn tăng tính tự chủ của người dân trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa nói riêng và trong phát triển nói chung. Bởi đơn giản, có tự tin, tự chủ thì mới làm chủ được cuộc sống và thừa hưởng được những kết quả mà quá trình phát triển kinh tế mang lại. Vâng, chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Chúc quý vị một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong 5 giờ 30 phút.